Chào các bạn, với thông điệp truyền thông là bậc thầy gặp mở và gặp để tỏa sáng thì Oppo Find A Series đã mang đến những giá trị gì dành cho người dùng? Thì trong video này mình cùng với các bạn sẽ đi tìm hiểu nhé. Chào mừng các bạn đến với OFans, cộng đồng Oppo chính thức tại Việt Nam. Đầu tiên, chắc chắn là mình phải nói về phần thiết kế trước. Find A Flip có thiết kế và màu sắc đa dạng và phụ kiện úp lưng kèm theo đảm bảo cho chị em phụ nữ sẽ rất thích. Còn Find A3 sẽ là một sự trải nghiệm thú vị dành cho những ai yêu công nghệ và các quý ông bận rộn với công việc muốn có một chiếc điện thoại màn hình lớn hơn để trải nghiệm nó tốt hơn. Hai điểm mạnh nhất mà chúng ta có thể thấy rõ ràng đó chính là thiết kế tổng thể của bộ đôi này thì rất sang trọng, đặc biệt là phiên bản màu vàng. Thứ hai, dù là điện thoại gập nhưng mà màn hình bên trong vẫn không thấy được nếp gấp. Thực ra là có nhưng mà nó rất mờ, giúp cho trải nghiệm của chúng ta bên trong màn hình này thì nó thoải mái hơn. Do đó các bạn có thể thấy là Oppo đang rất hiểu về người dùng đúng không? Nói xong phần thiết kế thì chúng ta sẽ đến với điểm thứ hai, đó là camera. Và đây cũng là một trong những điểm rất mạnh ở trên Find A3 Series. Cả hai chiếc máy này đều được trang bị hệ thống camera tốt nhất ở trên điện thoại gập. Với Find A3 Flip là chiếc điện thoại gập dọc đầu tiên trên thị trường được trang bị tận 3 camera sau. Và cả 3 camera này đều là camera chính với độ phân giải rất là lớn. Camera góc rộng có độ phân giải là 48MP. Camera góc siêu rộng 48MP cũng mang đến những bức ảnh và màu sắc rất rực rỡ cùng với độ chi tiết siêu ấn tượng. Bên cạnh đó là cảm biến chính 50MP được hỗ trợ cả công nghệ chống rung quang học OS. Giải động của camera này được cải thiện đáng kể và trong bức ảnh nó sẽ sinh động và đẹp mắt hơn. Camera thứ ba là camera Tele 2X sử dụng cảm biến rất cao cấp của Sony, đó là IMX709, giúp cho chúng ta có những bức ảnh chân dung nhìn nó tập trung và đẹp hơn. Ngược lại với Oppo Find A3 thì Oppo tự tin đây là chiếc điện thoại không có camera chính bởi vì cả 3 camera đều là camera chính hết. Chúng ta sẽ có camera đầu tiên là camera góc rộng 48MP đi kèm với đó là công nghệ xếp chồng điểm ảnh Pixel Stack 48MP giúp khả năng thu sáng gấp đôi, từ đó những bức ảnh chụp đêm sẽ sáng và sắc nét hơn. Camera thứ hai là camera góc siêu rộng 48MP và camera thứ ba là camera kính tiềm vọng 3X độ phân giải là 64MP. Find A3 xứng đáng là bậc thầy với bộ 3 camera đều có cảm biến rất lớn, đi kèm với đó là thuật toán hỗ trợ rất mạnh mẽ từ Oppo. Ngoài ra còn được hỗ trợ thêm bởi một bậc thầy nữa trong làng nhiếp ảnh, đó chính là Hasselblad, mang lại chất lượng hình ảnh vừa chuyên nghiệp vừa sống động mà chúng ta có được bức ảnh ngay không cần phải tinh chỉnh gì hết. Khả năng quay phim cũng thuộc dạng top hiện nay khi cả hai đều được hỗ trợ công nghệ chống rung quang học OS kết hợp với màn hình ngoài để cho chúng ta có thể tự quay vlog, mình thấy nó cũng khá thú vị. Tiếp theo thì mình sẽ nói về phần hiệu năng. Với bậc thầy gập mở Find A3 thì máy sẽ được trang bị vi xử lý mạnh mẽ nhất hiện nay là Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Không chỉ mạnh mà con chip này cũng rất tiết kiệm điện. Với vi xử lý trên thì máy có thể chạy được tất cả các tác vụ từ nhẹ cho đến nặng một cách mượt mà nhất. Đi kèm với đó là RAM 16GB lớn nhất trên dòng Fold đang có hiện nay, giúp cho Find A3 có thể đa nhiệm một cách siêu mượt mà. Nhất là các tính năng như đa nhiệm nhiều cửa sổ thì cần một dung lượng RAM lớn. Còn phía chiếc máy gập để tỏa sáng thì cũng được trang bị một vi xử lý rất mạnh, đó chính là MediaTek Dimensity 9200. Hiệu năng này cũng rất là mạnh, gần bằng so với Snapdragon 8 Gen 2. Nhưng mà nhiệt độ thì siêu mát hay là thời lượng pin cũng kéo dài hơn so với chiếc flip khác đang sử dụng vi xử lý là Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Bởi vì vi xử lý này mà gắn lên điện thoại gập dọc á, thì nó không đủ không gian bên trong để tản nhiệt, cho nên là dùng lâu nó sẽ bị bóp hiệu năng một chút. Cuối cùng là về mức giá, khoảng 44 triệu đồng cho Find A3 và 23 triệu đồng cho Find A3 Flip. Các bạn nghĩ sao về bộ đôi này thì đừng quên comment phía dưới cho mình cùng biết nhé. Và hãy subscribe kênh YouTube của OFan, cộng đồng Oppo chính thức tại Việt Nam. Còn bây giờ thì xin chào.